Chào các bạn, và ngày hôm nay thì Quyền đang có mặt tại Thế Động và Điện Máy Xanh các bạn. Hôm nay thì có một dòng sản phẩm đang được giảm giá rất là sốc, cực sốc. Đó là dòng sản phẩm của Samsung. Rất là nhiều bạn đang quan tâm đến dòng sản phẩm đây là Samsung Galaxy E12 phiên bản 4GB. Và giá hiện tại 4.290.000 giảm chỉ còn 3.790.000 thôi. Thì các bạn có thể truy cập vào website thedong.com và điệnmáyxanh.com để chúng ta có thể tham khảo về chương trình khuyến mãi và muốn giá trực tiếp tại website Thế Động ha. Còn nếu mà các bạn đang ở gần khu vực của bạn có Thế Động và Điện Máy Xanh thì chúng ta có thể truy cập lại đến cửa hàng thì chúng ta có thể tham khảo trực tiếp giá tại Thế Động và Điện Máy Xanh. Thì chương trình online thì chúng ta sẽ có mức giá giảm là 3.790.000 các bạn ha. Và giảm từ đây cho đến ngày 12, dự kiến là sang ngày 12 tháng 12 là ngày đẹp các bạn, là chương trình khuyến mãi. Về cấu hình của dòng điện thoại Samsung Galaxy A12 này thì chúng ta sẽ có một cái màn hình là HD cộng và RAM 4, bộ nhớ trong là 128. Vì con chip là sử dụng con chip của Exynos, là con chip do Samsung sản xuất luôn, là 8508 nhân, RAM 4, bộ nhớ 128 các bạn nha. Cây Samsung Galaxy A12 đây, Quyền chuẩn bị đi giao cho khách các bạn. Đây là cái màn hình là 6.5 inch, độ phân giải HD cộng nè, pin 5000 và hỗ trợ sạc nhanh 15W các bạn nha. Camera thì chúng ta sẽ có camera chính lên tới 48 megapixel, đó là ok. Phụ kiện kèm theo là adapter sạc nè, cáp sạc và cái lấy sim, không kèm ốp lưng các bạn nha. Và đây là một dòng sản phẩm đang được giảm giá cực sốc của Samsung tại Thế Động và Điện Máy Xanh. Các bạn đang quan tâm dùng sản phẩm này thì hãy đến ngay Thế Động và Điện Máy Xanh hoặc truy cập ngay website thedong.com và điệnmayxanh.com các bạn nha. Samsung Galaxy A12 4GB phiên bản 2021 chỉ còn 3.790.000. Các bạn hãy đến ngay Thế Động và Điện Máy Xanh.com các bạn. Quay camera trước nên nó chữ hơi ngược. Rồi, Quyền chuẩn bị đi giao thôi. Xin chào và hẹn lại các bạn trong clip lần sau nha. Bye bye.